Lời đầu chương trình gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi đôi trên mọi miền Tổ quốc. Qua đây thì em gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bác khách đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt thời gian vừa qua, cũng như là các bác đã thường xuyên theo dõi ủng hộ kênh YouTube của em ngày càng phát triển. Thì các bác đừng quên đăng ký kênh của em và like share kênh YouTube của em cho nhiều anh em chơi đôi trên mọi miền Tổ quốc được biết đến, cũng như là tất cả các sản phẩm em đang tải lên thì các bác cũng được cập nhật luôn. Thì hôm nay em tiếp tục giới thiệu đến các bác một chiếc đầu đĩa của hãng Đờ Lông với model là DCD 780. Chiếc đầu này được sản xuất năm 1992. Nó sở hữu size 43 mặt phay nhôm sơn đen các bác nhé. Cái chiều cao của nó là 10 cm và chiều sâu của nó 27 cm. Thì chiếc đầu này em cũng đã bán rồi. Chiếc đầu rất là hay, chi tiết và trong sáng các bác nhé. Nó chạy hai con giải mã PCM61P, nó cho chất âm 20 bit này, rất là trong sáng mà chi tiết các bác nhé. Giá xuất xưởng của nó bằng mấy con 735 này, 755 này, 7552 này các bác nhé. Đấy, nhưng mà giá thành thì nó lại rẻ hơn con đó, bởi vì nó lấy nó có cổng quang, con này cũng cổng quang. Thì phần ngoại hình của em ở đây thì em sẽ quay chi tiết cho bác xem. Đấy. Bộ của em nó thì tương đối là đẹp. Đấy. Chỉ bị một hơi có vết ở cái mặt kính này đây này. Đấy. Hai đang phần có một chút mẻ ở đây. Đấy ạ. Đấy, em quay cận sát đây. Xem đây. Đấy. Rồi. Phần nắp lưng đây. Lưng thì cũng có chút này cũng bị chảy chút nhá. Đấy. Để nhẹ thôi, phần đắp lưng thì không đáng kể. Lốc bằng cô xoan 100V cấu nút tiêu thụ của nó 9W, số dây máy là 2071501137 các bác nhé, sản xuất tại Nhật Bản này. Đấy. Xem. Chiếc đầu này nặng 4 kg thôi nhé. Này là chạy Matsuri, rất dễ thay thế và nó không gắn đĩa không nhé. Cái lốc này rất là mới nhé, đến nguyên bản các bạn. Đây nó chạy hai con giải mã PCM61P các bạn thấy không ạ? Đây. Em có thể mở để mới nhá. Cơ này rất là chắc chắn này. Đây. Nó sẽ mắt Sony 240 đây. Đấy. Nhìn theo máy các bác nhá. Nó cũng rất là mới. Để trước khi em vào test phần mắt đọc cũng như chất âm của em nói thì bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh giúp em này, và like share kênh giúp em cho nhiều em chơi audio trên người Tổ quốc được biết đến. Để em cho nó chạy đĩa follow bác nhé. Bài ngay.
Mặt đọc được tôi bao nha.
Em xin phép được dừng video tại đây. Thì, trước đầu đĩa là em bán với giá 1,4 triệu đồng. Nếu bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp em. Bước số máy là 0907 23269. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em và hẹn gặp lại các bác ở video lần sau.